Rồi, thì xin chào cả lớp nha. Hôm trước là ở trên lớp mình học tới Unit 6 về chủ đề là Environment, về môi trường ha. Hôm nay mình sẽ coi những từ vựng mình đã học. Đầu tiên, mình có từ là Environment, là mình nhấn âm số 2 ha, nghĩa là môi trường, một danh từ. Và đó, bây giờ mình muốn thành tính từ thì mình sẽ đưa thêm đuôi AL vào. Mình sẽ đọc là Environmental. Đó, mình sẽ nhấn qua âm thứ 1, 2, 3, 4, âm thứ 4 ha. Environmental, đó, thuộc về môi trường, một tính từ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ có những cái từ về rác, rác thải này nè, ba từ này đồng nghĩa với nhau ha. Garbage, các bạn nhớ cái từ ch ở phía cuối cùng ha, garbage, có âm ge ở cuối nè, garbage. Rồi, mình có từ trash, trash, mình có chữ sờ mạnh nó nằm ở cuối ha, trash. Và tương tự rubbish, mình cũng có chữ sờ mạnh ở cuối, rubbish, rác thải. Ok, và mình có thêm một từ nữa, từ dump. Dump nghĩa là bãi đổ hoặc là nơi chứa. Giống như mình sẽ có từ mà garbage dump nghĩa là bãi rác ha, bãi chứa rác, nơi chứa rác. Rồi, mình có thêm một từ nữa, từ pollution. Pollution nhưng cũng có chữ sờ mạnh này ha, pollution nghĩa là sự ô nhiễm. Với cái đuôi sần này thường là danh từ ha. Rồi, mình có động từ của nó sẽ là pollute. Pollute, động từ thì thường thường mình nhấn âm số 2, pollute, ô nhiễm. Tiếp tục mình có polluted, polluted nghĩa là bị ô nhiễm, tính từ. Và nếu như mà trái nghĩa lại của nó thì mình thêm cái tiền tố là un vào, nghĩa là unpolluted, nghĩa là không bị ô nhiễm ha. Nhưng mà cái từ này ít xài, chủ yếu mình xài từ polluted là nhiều hơn. Rồi mình sẽ có thêm từ thứ 8 là deforestation. Mình sẽ nhấn ngay trước chữ stay ha, nhấn ngay trước chữ sần là có chữ stay nè. Deforestation nghĩa là sự phá rừng. Deforest nghĩa là động từ, động từ phá rừng đó. Mình có dynamite nghĩa là một danh từ, là thuốc nổ, chất nổ. Và dynamite fishing nghĩa là đánh bắt cá bằng chất nổ, bằng thuốc nổ đó. Rồi số 12 mình có động từ spray. Spray, spray ha, chữ spray nghĩa là xịt hoặc là phun. Phun cái gì? Mình có từ số 13, pesticide. Pesticide nghĩa là thuốc trừ sâu. Và mình có cái cụm kết hợp với số 12, 13 là spray. Pesticide nghĩa là phun thuốc trừ sâu. Đó, học cho cụm cho mình dễ nhớ ha. Rồi mình có số 14, volunteer. Volunteer là tình nguyện viên, hoặc là mình gọi là người tình nguyện cũng được, cái nào cũng được ha. Rồi số 15, conserve nghĩa là bảo tồn, giữ gìn. Đấy, conservation là một danh từ ha, có đuôi sần này nghĩa là sự bảo tồn ha. Động từ là converse, conserve và danh từ là conservation ha. Và bây giờ danh từ chỉ người sẽ là conservationist. Conservationist nghĩa là người bảo vệ môi trường. Cái đuôi ISC này, đuôi ness là thường chỉ người ha. Giống như mình có từ là environmentalist nghĩa là cái người mà chuyên gia về môi trường đấy. Rồi, tiếp theo mình có từ once. Once là một khi, hoặc là chỉ là số lần, nghĩa là once a month, nghĩa là một lần một tháng. Once a week là một lần một tuần. Đấy. Tiếp theo mình có số 19 là shore. Shore là bờ biển. Số 20 là sand. Sand là cát. Số 21 là rock. Rock là tảng đá. Số 22, kindly. Kindly là vui lòng, ân cần, một cách tốt bụng đó ha. Rồi số 23 mình có động từ provide. Provide đồng nghĩa là mình có từ offer và supply, nghĩa là cung cấp. Số 24 mình có từ disappointed, là một tính từ nghĩa là thất vọng. Và động từ của nó sẽ là disappoint, nghĩa là làm ai đó thất vọng. Disappoint somebody ha, làm ai đó thất vọng. Rồi số 26 mình có từ spoil. Spoil nghĩa là làm hư hỏng, làm hại. Số 27 mình có từ save. Save, các bạn nhớ cái âm ở cuối ha. Save nghĩa là dành dụng hoặc bảo vệ, nghĩa là tiết kiệm nè, bảo vệ ha, có hai cách xài. Số 28 mình có từ reduce. Đây là một động từ ha, nghĩa là làm giảm. 29, amount là lượng ha. Amount cộng với lại một danh từ không đếm được, ví dụ như là amount of time, lượng thời gian. Amount of water, lượng nước ha, bởi vì mình không đếm được nên mình mới dùng từ lượng. Còn nếu như đếm được thì mình sẽ xài là 1, 2 hoặc là 3. Đấy. Tiếp theo mình có từ junkyard.
Junkyard là bãi phế liệu ha. Junk là cũng là rác nhưng mà nó thiên về rác phế liệu. Còn yard nghĩa là cái sân. Đấy, mình có từ junkyard là cái sân chứa rác phế liệu, bãi phế liệu. Rồi, mình có động từ achieve. Achieve cũng có cái âm ở cuối ha. Achieve nghĩa là đạt được một cái gì đó, làm được. Rồi danh từ của nó sẽ là achievement, một thành tựu. Đó. Số 33 mình có từ persuade là thuyết phục. Persuade, không phải là pursue ha, persuade. Rồi, tiếp theo mình có từ protect là bảo vệ ha, protect, động từ bảo vệ, và danh từ sẽ là protection, sự bảo vệ. Tiếp theo mình có động từ wrap, wrap nghĩa là gói hoặc là bọc. Mình có wrap paper nghĩa là giấy gói đó ha. Đó. Dissolve là phân hủy, hoàn tan, hòa tan. Đó, dissolve ở đây thì ghi nhầm ha, hòa tan. Ok, rồi hòa tan, dissolve. Tiếp theo mình có natural resources, nghĩa là các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Natural đây là một tính từ ha, thuộc về thiên nhiên. Còn resource là nguồn. Mình gọi resources nghĩa là các cái nguồn tài nguyên. Đây là số nhiều ha. Các cái nguồn tài nguyên thuộc về thiên nhiên. Đấy. Tiếp theo mình có động từ 39 là động từ harm. Harm nghĩa là làm hại, gây hại. Rồi, 40 mình có từ energy. Energy. Đây. Energy là năng lượng. Danh từ ha, mình nhấn ngang một energy. Energy. Ok, chi chứ chờ đó, chi. Tiếp theo mình có 41 exhausted film. Đó, film như là một cái loại khói, loại hương ha. Exhausted nghĩa là gây kiệt sức. Mình có exhausted film là một cái khói mà khiến cho mình mệt mỏi đó, thì như là khói độc đó ha, những cái hơi độc, khói độc thải ra từ những chiếc xe máy rồi đấy, ví dụ như vậy ha. Đó, prevent nghĩa là ngăn chặn, ngăn ngừa, đề phòng. Danh từ của nó sẽ là prevention. Prevention chứ sợ ha. Prevention, sự ngăn ngừa, sự ngăn chặn, sự đề phòng. Rồi mình có động từ litter. Litter là xả rác ha, hoặc nghĩa là rác nữa, nó có hai nghĩa. Tiếp theo mình có từ local. Local nghĩa là thuộc về địa phương. Từ đó mình suy ra được là local authorities nghĩa là chính quyền địa phương ha, những cái người mà có thẩm quyền đó, mình gọi là chính quyền đó, authorities, thẩm quyền, chính quyền địa phương. Rồi 47 mình có động từ recycle nghĩa là tái chế. Sewage nghĩa là nước thải hoặc là cái cống. Sewage ha, sewage có chữ chờ cuối nha. Rồi 49 mình có từ pump. Pump này xem như là bơm ha, giống như là cái ống bơm nước đó, pump, đấy, pump. Hoặc là mình thải trực tiếp nước ra ngoài biển đó, mình gọi là pump ha, đổ thải thẳng ra biển đúng không, pump. 50 mình có từ oil spill, nghĩa là tràn dầu. Oil là dầu, spill nghĩa là tràn ra. Oil spill nghĩa là tràn dầu. 51 mình có từ waste, chất thải. Danh từ waste, nó cũng như là động từ ha, nó cũng là động từ nữa. Waste làm lãng phí, có hai cách xài ha. Rồi 52 mình có từ smell. Smell này cũng có hai nghĩa, ở đây mình sẽ dịch theo là danh từ trước ha. Danh từ nghĩa là cái mùi, smell là cái mùi hôi. Rồi động từ sẽ là smell, là động từ ngửi thấy. Đó, treasure quá quen thuộc rồi ha, treasure là kho báu. Stream là dòng suối. Form là bọt, giống như là mình có trà sữa milk form ha, bọt bằng sữa đấy. Form là bọt, cái bọt màu trắng trên mặt nước đó ha. Mình có từ hedge là hàng rào, bằng nghĩa với hedge là có từ fence ha. Thầy ghi thêm ở đây cho mình nhớ ha, fence đó, hàng rào. Thứ hai mình có từ nonsense. Nonsense nghĩa là vô lý, phi lý. Từ sense ở đây nghĩa là có ý nghĩa ha, sense nghĩa là nghĩa nè. Đó, bây giờ mình thêm cái tiền tố non vào nghĩa là nonsense. Đó, không đọc là nonsense, nonsense nghĩa là vô nghĩa, vô lý. Rồi, tiếp theo mình có từ silly. Silly nghĩa là ngớ ngẩn, ngốc nghếch, khờ dại. Đấy, từ này thường dùng để mình chửi người khác ha. Có đôi khi là họ chửi một cách đáng yêu cũng có, mà chửi nặng lời thì cũng có. Ok, từ tiếp theo right away, ngay lập tức ha, đồng nghĩa với là từ immediately. Immediately, immediately, nhấn ngay âm số 2, immediately,
ngay lập tức, right away. Tiếp theo mình có từ số 60, explanation. Explanation là cái lời giải thích. Số 61, bubble là bong bóng. Số 62, gas là khí ga ha. Valuable là quý giá, có giá trị. Poet là nhà thơ. Minimize là giảm đến mức tối thiểu. Nó mini nghĩa là nhỏ đó ha. Thì minimize là giảm tới mức nhỏ nhất luôn, mức tối thiểu luôn. Complicated nghĩa là phức tạp. Complication là sự phức tạp ha. Duration là đuôi danh từ này. Resolution là cách giải quyết hoặc là giải pháp. Politeness là sự lịch sự. Nếu như mình thêm cái tiền tố im, impoliteness thì nó sẽ trái nghĩa lại, nghĩa là sự bất lịch sự. Ok, mình có từ label nghĩa là nhãn nhán. Transport là vận chuyển. Clear up là dọn sạch. Truck là xe tải. Break là sự ngừng nghỉ hoặc là tính từ gãy nữa, nghĩa là nó bị hư, bị gãy đó, break, làm gãy. Rồi mình có từ refreshment là thức uống giải khát đó. Rồi mình có tiếp theo động từ fly này nghĩa là bay, nhưng nếu mà danh từ đó thì nghĩa sẽ là con ruồi, fly. Float là trôi nổi. Surface là bề mặt, giống như là the water surface, bề mặt nước vậy đó ha. Mình có từ frog là con ếch. Tiếp theo mình có từ toe là con cóc ha. Con ếch và con cóc thì nó cũng đều là họ amphibian ha, họ đứng cư đấy. Rồi phân biệt nhé, frog và toe, con ếch và con cóc. Electric shock là điện giật, sốc điện. Wave có chữ v ở phía cuối ha. Wave là làn sóng. Fine là phạt tiền. Second hand là đồ mà đã qua sử dụng rồi. Prohibit và bằng cái từ ban ha, nó sẽ là ngăn cấm, nó sẽ mạnh hơn từ revenge xíu ha. Prohibit và ban, ngăn cấm. Prohibition thì đó là danh từ thôi, sự ngăn cấm. Worried about, lo lắng về cái gì đó, mình cảm thấy lo ha. I feel, I worried about something, cảm thấy lo lắng về cái điều gì đó ha. Rồi mình có từ complain to someone. Ở đây complain không có chữ t đâu ha, bởi vì đây là động từ. Động từ thì mình không có chữ t. Complain to somebody, someone ha, thành phiền với ai đó. About something, về điều gì đó. Complain, động từ không có chữ t ở cuối ha. Complain, nếu mà có chữ t ở cuối đó thì nó là danh từ rồi, lời phàn nàn. Rồi bây giờ mình có từ 89 này ha. Give out nghĩa là phát, phân phối. Give out một cái razor verb ha. Rồi mình có từ end up, kết cục là dẫn tới tình trạng, là đi tới kết quả là ha, đạt tới. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Các bạn coi lại video ha, thầy sẽ giới thiệu một trong nhóm nhé. Oops.